Hello, xin chào các bạn. Đây là clip thứ 31 của mình và hôm nay chúng ta sẽ cùng học về ba thời quá khứ trong tiếng Đức nhé. Nhưng trước khi chúng ta học ba thời quá khứ thì mình sẽ nói sơ qua về tổng quan các thời trong tiếng Đức cho các bạn. Khác với tiếng Anh là có tới 12 thời của động từ thì tiếng Đức chỉ có 6 thời thôi. Chúng ta sẽ có một thời hiện tại, hai thời tương lai và ba thời quá khứ. Thời hiện tại được sử dụng rất nhiều và cũng dùng cả trong tương lai với một cái khoảng thời gian xác định trong câu. Ví dụ như các bạn đang ăn thì các bạn sẽ nói là ich esse là thời hiện tại, hoặc là ví dụ như chiều nay bạn sẽ đi đá bóng chẳng hạn thì bạn cũng sẽ sử dụng thời hiện tại chứ không sử dụng thời tương lai. Heute Nachmittag spiele ich Fußball. Như vậy thì thời hiện tại chúng ta sử dụng khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Còn lại hai thời tương lai là tương lai một, có cấu trúc là werden cộng với động từ infinitive ở cuối câu, thì thường được sử dụng khi mà các bạn muốn nói đến một dự báo, một dự đoán trong tương lai. Ví dụ như mà khi người ta muốn nói là trong tương lai thì trái đất sẽ tăng thêm 2 độ C chẳng hạn, thì khi đó người ta sẽ sử dụng thời tương lai một, tức là future eins. Bởi vì đây là một cái dự báo mang tính chất là dự báo trong tương lai. Hoặc là khi mà các bạn phỏng đoán thì các bạn cũng có thể sử dụng thời tương lai một này. Thời tương lai hai các bạn hầu như rất ít khi sử dụng và chúng ta cũng ít khi gặp nó. Nó dùng để nói về một cái hành động đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong tương lai. Ví dụ như đến 5 giờ chiều mai thì công việc này của chúng ta đã hoàn thành rồi chẳng hạn. Thì khi có một cái thời điểm xác định là 5 giờ chiều mai thì chúng ta có thể sử dụng Future 2 và cấu trúc của nó là werden cộng với Particip 2 cộng với haben hoặc sein, tức là cái cụm sau của nó giống như là ở thời Perfect. Ví dụ như công việc này chúng ta sẽ hoàn thành vào 5 giờ chiều mai thì chúng ta sẽ nói là Diese Arbeit werden wir morgen um 5 Uhr erledigt haben. Thì các bạn thấy erledigt haben đứng ở cuối câu và động từ haben ở infinitive nó giống như là cấu trúc của thời perfect, tức là thời quá khứ. Nhưng mà trước đó thì chúng ta lại có động từ werden là của tương lai. Như vậy thì trong tương lai vào lúc 5 giờ chiều ngày mai thì công việc này đã hoàn thành xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng future 2. Và chúng ta có ba thời quá khứ ở trong tiếng Đức, đó là thời perfect, preteritum và plusquamperfect. Thì thời perfect mình đã có video rồi ở series video A1. Thì nếu như bạn nào đã xem và bạn nào đã đang học A1 thì chắc chắn là các bạn đã biết cấu tạo của thời perfect rồi. Mình sẽ không nhắc lại trong video này mà mình chỉ nhắc lại cấu trúc chung là chúng ta sẽ có động từ haben hoặc sein chia ở hiện tại cộng với một cái particip perfect đứng ở cuối câu. Ví dụ như tôi đã đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm hôm qua thì mình sẽ nói là Ich bin gestern um 11 Uhr ins Bett gegangen. Ich bin gestern um 11 Uhr ins Bett gegangen. Như vậy thì chúng ta sẽ có là bin và gegangen, đó là cấu tạo của động từ ở thời perfect. Hoặc nếu như mà mới một động từ đi với haben trong quá khứ thì chúng ta sẽ có là haben cộng với participe perfect. Ví dụ như tôi đã chơi bóng đá vào cuối tuần. Ich habe am Wochenende Fußball gespielt. Và khi nào đi với haben và khi nào đi với sein thì trong cái video về thời perfect ở series A1 mình đã nói rất là kỹ rồi, cho nên là mình sẽ không lặp lại trong video này nữa. Nếu như bạn nào còn chưa nắm vững thì các bạn có thể tìm lại video đó để xem nhé. Rồi khi mà các bạn lên trình độ A2 thì các bạn sẽ bắt gặp một cái thời quá khứ thứ hai, đó chính là thời preteritum. Preteritum là tên gọi của thời quá khứ. Nó không phải là một cái quá khứ khác mà nó chính là thời quá khứ perfect. Nó như vậy nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là trong cùng một cái sự việc đã xảy ra ở quá khứ, các bạn có thể dùng perfect hoặc là dùng preteritum để diễn đạt. Nó hoàn toàn không khác nhau cái gì hết. Cũng là một hành động đó mà chúng ta có thể sử dụng một trong hai thời này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái cấu tạo của thời preteritum.
Nếu như ở perfect chúng ta có trợ động từ haben và sein chia ở hiện tại cộng với một cái particip perfect ở cuối câu, thì đối với thì preteritum chúng ta không có trợ động từ như vậy, mà các bạn sẽ biến đổi trực tiếp động từ, mà thông thường nó sẽ đứng ở vị trí thứ hai. Ví dụ như động từ essen chúng ta sẽ chuyển thành động từ as, động từ gehen chúng ta sẽ chuyển thành ging, động từ fahren chúng ta sẽ chuyển thành fuhr. Lúc trước mình đã có một cái ví dụ là tối hôm qua tôi đã đi ngủ lúc 11 giờ đúng không? Ich bin gestern um 11 Uhr ins Bett gegangen. Cũng với cái câu đó, bây giờ mình có thể dùng preteritum, thì khi đó mình sẽ biến đổi cái động từ gehen sang dạng preteritum là ging. Ich ging gestern um 11 Uhr ins Bett. Ich ging um 11 Uhr ins Bett. Thì như vậy là các bạn thấy ở perfect chúng ta nói là bin gegangen, thì sang preteritum chúng ta chỉ còn là ging. Động từ gehen là một động từ bất quy tắc, cho nên là chúng ta sẽ phải học được lòng và nhớ là khi chuyển sang preteritum nó sẽ là ging. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chia động từ có quy tắc ở preteritum thì chúng ta chia như thế nào. Mình sẽ lấy ví dụ với động từ machen là động từ làm. Thì các bạn chú ý là động từ trong tiếng Đức nó sẽ có cái đuôi là en, phần lớn là có đuôi en. Thì khi đó chúng ta sẽ bỏ cái đuôi en này đi và các bạn sẽ thêm đuôi te. Te là đặc trưng của preteritum đối với động từ có quy tắc. Ví dụ như là ich machte. Ich machte. Tiếp theo đến ngôi du thì các bạn chỉ việc thêm st vào sau cái đuôi te này, có nghĩa là các bạn nhớ cơ bản là ich machte. Sau đó thì các bạn sẽ ghép những cái đuôi của các cái ngôi tương ứng, nó rất là dễ. Ich thì thêm đuôi st, wir thì thêm đuôi n, ihr thì thêm đuôi t. Và bây giờ mình sẽ nói hoàn chỉnh một cái bảng chia động từ có quy tắc ở preteritum. Ich machte. Du machtest. Sie es machte. Wir machten. Ihr machtet. Sie machten. Các bạn có phát hiện ra điều gì rất lạ không? Đó chính là ở preteritum thì động từ ở ngôi ich và ngôi es là chia giống nhau. Các bạn có nhớ là ở hiện tại thì ngôi ich là đuôi e, rồi es là đuôi t. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, ở preteritum thì động từ ở ich và es là chia giống nhau. Ich machte, es machte. Như vậy là đối với động từ có quy tắc, các bạn chỉ việc bỏ đuôi động từ và thêm đuôi te. Sau đó tùy từng ngôi các bạn sẽ thêm st hay là thêm n hay là thêm t như là cái bảng mà mình vừa mới chia cách đây một vài phút. Đối với động từ bất quy tắc thì sao? Động từ bất quy tắc như lúc nãy mình đã lấy cho bạn một cái ví dụ là động từ gehen thì chuyển thành ging, fahren thì thành fuhr, kommen thì thành kam. Đó là dạng chia ở ich và es. Còn đối với các ngôi khác thì các bạn cũng phải thêm đuôi vào. Ví dụ như với động từ gehen, chúng ta chuyển sang preteritum là ging, ich ging. Nhưng mà khi mà sang ngôi du thì các bạn sẽ phải thêm st. Du gingst. Es thì chia giống như ich, cho nên là chúng ta cũng có là es ging. Ngôi wir thì sao các bạn? Theo các bạn phán đoán thì nó sẽ là như thế nào? Nó sẽ là thêm en. Wir gingen. Ihr gingt. Ihr thì chúng ta chỉ thêm t thôi ha. Ihr gingt. Sie gingen. Vậy chúng ta sẽ có cái bảng như sau. Ich ging. Du gingst. Sie ging. Wir gingen. Ihr gingt. Sie gingen. Như vậy tại sao trong tiếng Đức lại có tới hai thời quá khứ? Cùng để chỉ một hành động diễn ra tại một thời điểm, các bạn có thể sử dụng một trong hai thời quá khứ perfect hoặc là preteritum. Tuy nhiên thì nó cũng có cái sự khác biệt một chút mà các bạn phải ghi nhớ. Đó là thời perfect thì chúng ta sẽ sử dụng trong văn phong đời sống hàng ngày.
Hoặc là khi mà các bạn viết những cái văn phong cá nhân, ví dụ như khi bạn viết một cái bức email cho bạn của mình, hay là các bạn viết nhật ký, thì các bạn thường hay sử dụng thời perfect. Tức là perfect được sử dụng chủ yếu trong văn nói, trong đời sống hàng ngày, trong văn viết, nhưng mà văn viết với văn phong cá nhân, không phải là văn phong chính thống formal. Đối với preteritum thì chúng ta cũng sử dụng để nói, không sao, các bạn nói thì hoàn toàn là không sai, nhưng mà thông thường thì họ sẽ sử dụng preteritum đối với những cái dạng văn phong như là tiểu thuyết này, hay là báo chí, tức là những cái văn phong mà nó mang cái tính formal một chút, trang trọng một chút. Ví dụ như là khi mà các bạn đọc một cuốn tiểu thuyết thì các bạn sẽ thấy là động từ người ta chủ yếu chia ở preteritum, hoặc là khi các bạn đọc bài báo mà tường thuật một cái sự kiện trong quá khứ thì động từ cũng thường xuyên là để ở preteritum. Mình nghĩ một cái nguyên nhân chủ yếu là do với cái thời perfect thì cái động từ participe perfect nó lại ở tận cuối cùng của câu, thì đến khi mà chúng ta đọc hết một câu lê thê rồi thì chúng ta mới biết được nghĩa của câu, thì nó hơi bất tiện. Chính vì thế mà người ta phân biệt như vậy, có nghĩa là perfect thì sử dụng thường xuyên ở trong văn nói và preteritum thì chủ yếu dùng trong văn viết. Tuy nhiên là đối với văn nói thì có 6 cái động từ mà các bạn sẽ luôn luôn sử dụng preteritum nhưng người ta không có dùng perfect. Đó chính là động từ haben, động từ sein, các modal verben và động từ werden. Ví dụ như là ich war in Nha Trang, là tôi đã ở Nha Trang, chứ người ta không có dùng thời perfect là ich bin in Nha Trang gewesen, mặc dù cái cấu trúc này hoàn toàn không sai. Hoặc là khi mà sử dụng với modal verb, ví dụ tôi đã có thể bơi khi mà tôi 6 tuổi chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ dùng thời preteritum ich konnte schwimmen als ich 6 Jahre alt war, chứ người ta không có nói là ich habe schwimmen können als ich 6 Jahre alt war, mặc dù là các bạn có thể hoàn toàn sử dụng là ich habe können. Trong video này thì mình sẽ nói với các bạn kỹ hơn về thời plusquam perfect. Thực ra thì đến B1 thì các bạn sẽ học thời plusquam perfect. Plusquam perfect là một cái thời quá khứ của quá khứ, có nghĩa là khi mà các bạn kể một hàng loạt cái sự việc và nó có tính chất theo thứ tự, ví dụ như cái hành động này xảy ra trước một cái hành động khác ở trong quá khứ, thì khi đó các bạn sẽ sử dụng thời plusquam perfect thì các bạn diễn đạt. Khi đó chúng ta sẽ có thể phân biệt được là cái hành động đó đã diễn ra trước một cái hành động khác, và tất nhiên là cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ và hoàn toàn không còn liên quan tới hiện tại. Ví dụ như là khi mà các bạn muốn nói là ngày hôm qua thì tôi đã đánh răng, sau đó thì tôi ăn sáng. Bây giờ để các bạn muốn phân biệt là cái hành động đánh răng nó xảy ra trước hành động ăn sáng thì các bạn sẽ nói là ich hatte mir Zähne geputzt und dann habe ich gefrühstückt. Thực ra thì cái thời plusquamperfect này người ta không thường sử dụng trong một cái câu đơn, có nghĩa là khi mà các bạn chỉ nói về một cái hành động trong quá khứ thì họ sẽ không sử dụng plusquamperfect mà đứng một mình. Ví dụ như tự nhiên giờ mình nói là ich hatte mir die Zähne geputzt, sau đó không có thông tin gì nữa, thì thực ra là họ không có sử dụng như vậy. Thời plusquamperfect sẽ được sử dụng kèm với những một cái chuỗi sự kiện khác trong một cái câu chuyện kể về những cái gì đã diễn ra trong quá khứ, và cấu tạo của nó là haben và sein chia preteritum và cộng với particip perfect đứng ở cuối câu, tức là chúng ta sẽ có dạng là hatte và cộng với particip perfect. Ví dụ như là tôi đã đá bóng thì sẽ là ich hatte Fußball gespielt. Tôi đã đi ngủ lúc 11 giờ. Ich war 11 Uhr ins Bett gegangen. Các bạn nhớ và phân biệt kỹ nhá. Các bạn rất là hay bị lẫn lộn với thời perfect. Ở trong thời perfect thì chúng ta sẽ có động từ haben và sein chia ở hiện tại, tức là ich bin, ich habe, cộng với một cái particip perfect ở cuối câu. Còn ở thời plusquam perfect thì các bạn sẽ có haben và sein chia ở preteritum, tức là ich war và ich hatte, cộng với một cái particip perfect ở cuối câu. Khi nào thì sử dụng hatte và khi nào sử dụng va, thì chỗ này chúng ta sẽ phải sử dụng cái kiến thức của thời perfect là khi nào thì các bạn sử dụng haben và khi nào thì sử dụng sein. Ở đây mình sẽ nhắc lại nhanh, có 3 nhóm động từ mà chúng ta sẽ phải sử dụng với sein, đó chính là những động từ di chuyển, thay đổi về vị trí từ một địa điểm A đến một địa điểm B.
Thứ hai là nhóm động từ mô tả sự thay đổi về tình trạng. Ví dụ các bạn đang từ thức thành ngủ, từ ngủ thành thức chẳng hạn, hoặc là các bạn lớn lên. Đó là những cái động từ mà chúng ta sẽ, nó mô tả cái sự thay đổi về trạng thái. Và thứ ba là động từ sein và động từ bleiben. Hai cái động từ này chúng ta sẽ sử dụng với sein. Rồi, đấy là một chút kiến thức về perfect mà mình nhắc lại ở đây để cho các bạn tiện nhớ lại. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hatte và va theo những cái trường hợp như là ở trong perfect. Và đặc biệt là thời pluscamperfect thì sẽ được sử dụng gắn liền với liên từ nachdem. Nachdem có nghĩa là sau khi, và cái điểm đặc biệt của liên từ nachdem là các bạn sẽ phải sử dụng chênh một thời giữa vế câu chính và vế câu phụ. Nachdem là vế câu phụ và sau dấu phẩy sẽ là vế câu chính. Ví dụ như sau khi đánh răng thì tôi ăn sáng. Cái sự kiện này đã xảy ra hết ở trong quá khứ rồi thì tất cả động từ sẽ phải ở quá khứ. Và các bạn nhớ là động từ ở vế câu với nachdem các bạn sẽ phải để ở thời pluscamperfect, và động từ ở vế chính thì các bạn sẽ có thể để ở perfect hoặc là preteritum. Đối với liên từ nachdem các bạn luôn luôn phải chênh một thời giữa hai vế câu chính và vế câu phụ. Rồi trong tiếng Đức nếu như mà mình muốn nói là tôi đã đánh răng, sau đó thì tôi ăn sáng thì mình sẽ nói như thế nào? À, sau khi tôi đánh răng thì tôi ăn sáng. Đã, sau khi là nachdem tôi đánh răng. Nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, habe ich gefrühstückt. Nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, habe ich gefrühstückt. Mình vừa mới dùng là habe ich gefrühstückt, có nghĩa là mình sử dụng perfect. Các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng preteritum. Các bạn có thể nói là nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, frühstückte ich. Như vậy là mình vừa mới trình bày với các bạn về ba thời quá khứ trong tiếng Đức: perfect, preteritum và pluscamperfect. Tổng kết lại, perfect và preteritum có thể dùng để diễn đạt cùng một hành động xảy ra trong quá khứ. Phụ thuộc vào là văn viết hay văn nói thì các bạn lựa chọn thời cho phù hợp. Pluscamperfect là quá khứ của quá khứ, dùng để diễn đạt một cái hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, và đặc biệt là sử dụng với câu nachdem. Nếu như mà cái câu nachdem mà các bạn muốn nói ở hiện tại thì cái vế chính là ở hiện tại, tức là cái vế sau dấu phẩy ở hiện tại, nhưng mà vế câu phụ với nachdem thì các bạn vẫn phải chia thời ở perfect hoặc là ở preteritum. Ví dụ như là sau khi ăn cơm tối xong thì tôi sẽ xem tivi. Thì như vậy là đấy là cái cuộc sống hàng ngày của mình sẽ sử dụng thời hiện tại. Nhưng ở vế câu nachdem mình vẫn dùng perfect hoặc là preteritum. Nachdem ich zu Abend gegessen habe, sehe ich fern. Như vậy các bạn thấy là ở vế câu nachdem mình vẫn dùng là gegessen habe là perfect, và vế chính mình sẽ sử dụng động từ hiện tại là sehe ich fern. Đến đây thì mình đã trình bày xong rồi, và mình hy vọng là video này đã giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về ba thời quá khứ trong tiếng Đức. Và chúc các bạn học tiếng Đức thật là tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi các video của mình. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.